Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối đầu tuần hôm nay. Trên kênh Truyện Bình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện của tác giả Hương Lúa, câu chuyện Nước Mắt Tang Thương. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Bình Soạn. Âm thanh từ chiếc xe Honda cũ kỹ vang vọng ở khoảng sân trước nhà. Lâm bước xuống xe lảo đảo với cặp mắt đỏ ngầu. Trên người của gã lúc này nồng nặc mùi rượu. Từ bên trong nhà, con bé bóng bóng chạy ra, trên tay vẫn còn cầm con búp bê. Bố về rồi. Nhưng tưởng đâu Long sẽ bế con gái lên vui vẻ với nó. Thế nhưng không, đáp lại con bé bằng một cái giọng gần giọng. Mày học bài chưa? Tầm đọc tổng viết chưa ạ? Lâm gắt gầm, con bé bóng giật mình một cái rồi òa lên khóc. Nghe tiếng khóc kêu, vợ của gái chạy ra ôm con gái rồi vụ vào lưng. Bóng hoa nào đi con. Kêu quay sang chồng rồi bảo. Con nó còn bé, anh làm gì mà qua tháng đi như vậy? Bé thì không có dạy được à? Hư hỏng quen thói, suốt ngày chỉ biết chơi bời. Anh say rồi, anh đừng nói nữa, tội con. Say à? Thì không say, nó hư quá rồi đó. Vì để tôi dạy dỗ nó. Hư á? Còn bé nó chả có lỗi gì cả. Cái lỗi duy nhất chính là bởi nó là con gái mà thôi. Câu nói này của Kiều khiến cho Long khựng lại. Sau đó gã liền nghiến răng. Đúng, đúng là cái đồ đàn bà không biết đẻ. Để bây giờ đi đến đâu cũng bị người ta khinh khi. Xem thử, anh nói vậy mà nghe được à? Con nào chả là con. Anh còn vũ lý như vậy thêm lần nữa, tôi sẽ bế con bé về nhà mẹ tôi đây. Long im lặng không nói gì thêm. Gã trợn mắt nhìn vợ rồi quay lưng bước thẳng ra ngoài đường. Cả cũng không muốn gây với chồng cho nên ấm con và chồng vào ăn cơm. Cái không khí nặng nề của gia đình Lâm thực ra xuất hiện từ lâu. Lúc bình thường thì không sao, nhưng mà đến lúc trong dòng họ có đám tiệc, các lại bị chính những người thân thuộc của mình phân biệt. Những người có con trai đều được ngồi mâm trên, còn ngã chỉ vì có mỗi đứa con gái phải ngồi mâm dưới cầm cánh đàn bà phụ nữ. Còn nếu hôm nào được ngồi mâm trên, thì cứ nâng chén rượu hay là cầm đôi đũa lên là bị cạy khóe. Cái thằng lang ba dáng ăn uống bồi bổ vào đây, để rồi còn sinh đứa thằng cu nha. Không hơn chốt đường với người ngoài, Lâm đâm ra cặp cẩn thống mình với chính vợ con của mình. Biết chồng của mình áp lực thì cũng không muốn tranh cãi mà vẫn nhẫn nhịn vậy thôi. Chỉ lâu lâu chịu không nổi thì cô mới dọa về nhà ngoại, chứ sau đó cũng lừa lời nó cho nguôi ngoài để giữ gia đình yên ấm. Trở lại với hiện tại, lang thang trên con đường bê tông được một lúc, Long tấp vào một cái quán nhậu của ông cung đầu làng. Vẫn như thường ngày cái quán đông đúc lắm. Giờ này mấy người công nhân tan tầm ở khu xí nghiệp gần đó tan ca, cho nên kéo sang sắp nghỉ Tết nữa, cho nên họ lại càng ăn nhậu ác chiến hơn. Và đến nơi, Long ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trong góc rồi cất tiếng gọi. Trường không ai? Trường con trang vodka? Có ai mà nhắm mối gì? Gì cũng được. Ông cùng nhắm mắt nhìn Long rồi gật gù. Giờ được đem ra cổng viên đĩa lạc giang xốc muối, cho nên Long không cần rót ra chén mà cứ như vậy cầm chai tù lấy tù đầy. Trong tiếng như vậy, ông cung liền bảo: cái thằng này, mày chán đời ai sao mà mày uống như nước lã vậy hả? Uống từ từ thôi, còn biết đường mà về. Hôm nay nghe bảo là nhà thờ họ mày cũng tất niên mà, sao lại không ra đi mà uống? Nghe nhắc đến những người họ hàng của mình, Lâm lại càng thêm phần vẫn uất. Hắn tu xong một hớp rượu rồi bảo: thằng Long này chẳng có họ hàng đếp gì với cái bọn đó cả. Nào đừng có cản nghĩ vậy con, mà con dòng họ nhà mình không có chối bỏ được đâu. Cầm mâu thuẫn cũng từ từ mà giải quyết. Giải quyết cái cho gì, bỏ hết. Long nốc thêm gốt rượu nữa rồi cũng bắt đầu tâm sự với ông cung. Ông cung cũng dần nhiều ra, ông thở dài: con gái là của trời cho, nhưng mà tao nghĩ không có đơn giản do con cái đâu. Chứ nó vậy là sao à? Cái thời buổi bây giờ đấy, mày có tiền có tiếng của mày nhá, mày có trọng lượng được. Tao cũng từng nằm trong trường hợp của mày. Cho tới khi mà nhà tao làm ăn khấm khá, năm kia mua tặng cho nhà thằng họ một bộ ly hương bằng đồng đen. Thế là vì thế lên ngay. Ông cha ông lớn gì cũng giới cưa tầm một phát.
Thế nên cái việc mày cần làm bây giờ là giàu lên, tiền bạc rủng rỉnh. Nói đến đây Long lại càng đực nước lắc đầu đầy chua xót. Chưa cũng nói như vậy còn khó khăn cả bảo cháu cố sinh thằng con trai. Lương bà gặp 3 đồng chỉ đủ nuôi 3 cái bệ ăn trong nhà. Tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng cũng chỉ được 50-60 triệu. Cháu cũng cố gắng đóng góp cho tộc mỗi khi mà dịp cần. Nhưng mà để bây giờ giàu có lên rồi thảm đồ đạc á, còn khó hơn cả lên trời. Nói đến đây thì Long lại tiếp tục ngực cổ tu ở ngực từng hấp rượu lớn. Bố ơi, lát đẩy dưng cho con bàn nha. Đúng lúc này có tiếng người gọi vọng từ bên ngoài. Người vừa nói đây chính là Hải, con trai cũng cung. Nhận ra con anh, ông gật gù đưa tay giữ vẫy. Ta biết rồi, mày đem khách nào, để ta biết được mà chuẩn bị. Không còn rình rang quá đâu, anh em chỉ níu con thôi mà. Bây giờ con đi công việc tiếp, một lát nữa con sẽ qua cùng anh em. Khi nào sang nhắn tao trước nửa tiếng, để tao bảo mấy đến nó dọn dẹp. Nói đến đây thì Hải quên đứng rời đi, Long lên chiếc xe hơi bán tải của mình rồi lái đi. Nhìn theo cái bóng lưng của đối phương, Long thở dài. Tính ra Hải chỉ hơn gã có 2 tuổi, lúc trước còn nghỉ học sớm. Nhưng ở đời nào ai biết trước được chuyện gì. 3 năm gần đây Hải chẳng biết làm gì mà phất lên, dùng căn nhà cũ của ông cung mở rộng quán nhậu. Còn mình thì mua đất cho một căn nhà 3 tầng lầu khang trang. Chiếc xe bán tải vừa rồi anh chạy cũng mới mua gần đây. Gần 1 giờ sau Hải cùng nhóm bằng hữu của mình cũng đến. Sau khi chỉ trích ngồi cho mấy người, anh đến đối bàn của Lâm là một nụ cười. Mai ngày không có gặp, sao lại ngồi đến nhóm mình vậy? Anh Hải hả, em chào anh. Tính đâu sau câu hỏi cho có lệ của mình, Hải sẽ không nói gì thêm. Thế nhưng không, Hải ngồi xuống đối diện đưa tay bốc mấy hạt lạc trong đĩa rồi hỏi. Chứ mà dạo này làm ăn thế nào? Lúc nãy em tâm sự gì vâng giá anh vậy? Dạ em cũng bình thường, chứ cũng nãy em tâm sự vài chuyện thôi. Anh bây giờ là đại gia của làng này, chơi tự hào lắm. Hải lại bốc mấy hạt lạc rồi cười tươi rồi bảo. Đại gia cái gì? Cũng lăn lộn bỏ công sức ra thôi. Lăn lộn mà kiếm được nhiều tiền như anh em muốn. Nào chúng mày lại trêu. Em trêu gì anh đâu. Em muốn giàu nhanh lắm. Thật à? Thật mà. Anh có công việc này cho mày làm cùng không? Việc gì với anh? Cho mày chỉ cần tiền cho phải không? Không ngại nguy hiểm khó khăn. Anh nói gì vậy? Em không có làm cái chuyện phạm pháp đâu. Long dẫn lời thì Hải liền cười lớn. Không có phạm pháp nhưng mà ít người biết cái mánh này, cho nên mình còn kiếm được nhiều tiền. Làm gì với anh? Nói nhỏ cho mày nghe cái này. Nhưng mà anh tin tưởng mày, mà là bà con trong làng mình anh mới nói đấy. Mày tiết lộ ra cả nhà anh đói. Vâng ạ, anh nói đi. Anh nhận hàng nội địa Trung Quốc với trái cây từ biên giới về. Cái loại này chất lượng cũng ổn, thế mà không có nhiều. Nhưng về nhầm kho gắn mác A rồi bán online, 1 thành 10. Đêm mới chuyến như vậy về, việc còn lại của vợ anh là với cánh đàn bà phụ nữ. Họ mang lên mạng phát trực tiếp rồi buôn bán. Nơi đến đây Long có chút hứng khởi, bởi chính Kiều và cô gã cũng nhiều lần sau mấy buổi live stream trực tiếp rồi mua sắm bán nàng quần áo. Anh Hải à, đi một chuyến như vậy thì mình được bao nhiêu anh? Hải liền rồi bàn tay của mình đầy chữ này. 50 triệu à? Mà nhìn sang bên kia đi, cả nhằm chiến yêu của anh cả đây. Nếu đi mua chuyến mà chỉ có chừng đấy, tiền đâu đủ nhau. Vậy 500 triệu là thấp nhất à? Trời đất ơi, nó nói giá trị vậy sao à? Đúng vậy, nhưng mà chỉ làm thêm được một thời gian nữa thôi. Chưa một khi mà bọn người ngoài chúng nó biết đó thì sẽ tìm nguồn hàng dược cạnh tranh với mình. Cho nên bây giờ làm được đợt nào thì hay đợt đó. Vậy là làm bao nhiêu đựng lanh? Hà Liên nắp đầu rồi bảo. Cái này thì không dám hứa với chú của mày, thế nhưng mà bây giờ cứ gợm thôi, được chuyện nào hay chuyện đó. Thì bên anh còn tuyển người không chêm theo với? Còn cầm đâm thì được xanh nhiều hơn, chỉ sợ mày không có chịu đi thôi. Nên đến đây tiểu hai mắt của Lâm sáng rỡ cả điểm bảo. Được vậy chỉ tốt quá. Anh hỏi à, anh cho em theo với, kiếm tiền để đổi đời cho cái đám khinh khi anh chúng nó chóng mất. Được, tưởng gì chứ chúng mày muốn thì đi theo tao. Nhớ nghe lời đó, kiên tiếng là được. Em biết rồi. Hai gần gù vỗ vai của Lâm. Thôi, anh quen nhau với mấy người đàn à, có gì ngày mai anh hẹn chú ra quán cà phê bàn chuyện. Nói rồi Hải quay lưng qua chỗ của đám người kia. Lòng cũng uống nốt nốt rượu rồi nhanh chóng đứng dậy ra về.
Về nhà nhàng đem chuyện này khoe ngay với vợ. Kiều vừa mừng vừa lo, cô nắm tay của chồng rồi bảo: anh suy nghĩ kỹ chưa? Xem thấy trước giờ anh chưa từng làm qua cái việc thay chân buôn hàng hóa gì đó. Và là cái chuyện này nó không đơn giản. Em trả tiền anh lại là chỉ buôn là hàng bình thường, nhiều khi hàng lậu thì cũng mang họa đấy anh ạ. Lòng nghe vậy thì gắt: em cứ bàn ra, cái công chuyện này ngày mai sẽ tính kiếm vinh hải. Nếu có thể kiếm được số tiền để đổi đời mà không phạm pháp, anh ra đi. Lớn rồi chứ không phải trẻ con đâu mà không biết thân biết phận. Bích không thể ngăn được chồng, kêu thở dài ôm lấy con bé bóng rồi thủ thỉ: anh nhớ đi cẩn thận, còn hai mẹ con ở nhà lúc nào cũng mong anh về đó. Nếu mà thấy không muốn, anh cứ bỏ đồ ăn đồ mặc là được. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Đêm đó Long ngủ sớm lắm, trong đầu tràn ngập hy vọng về một sự đổi đời được như Hải. Sáng hôm sau hai người gặp nhau như đang hẹn ở cái quán cà phê của bài chính. Hải rít một đây thuốc nhấp thêm một ngụm cà phê rồi bảo: chồng mà đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi anh ạ, anh cho em theo với. Hải gật gù đưa tay móc điện thoại ra xem ngày. Hôm nay là ngày 15 âm lịch, vậy thì 5 hôm nữa, đúng 20 tháng chạp, mình sẽ đi một chuyến về trước 30, có tiền tiêu Tết đã đạt. Lâm gật đầu rồi đáp: anh nói gì anh xin nè. Được, cứ quyết định như vậy đi, anh về trước, có sẵn số điện thoại đây, mai có gì cần thì cứ gọi nha. Vâng ạ, em cảm ơn. Âm nhớ cái gì, anh em cùng làm cho mà, tiền ai chả muốn. Cái cổng thì ngày 20 cũng tới. Lâm có mặt ngoài bến xe từ sáng sớm, mang theo một đống đồ lỉnh kỉnh nhưng đầy đủ theo như lời của Hải dặn. Lúc này ngoài Hải thì còn có thêm 4 người đàn ông, cũng là nhóm người ở trong quán nhậu của ông cùng gồm trước. Chồng thì gã Hải liền reo lên: tớ rồi hả? Qua đây nhanh lên. Anh đưa tay chỉ vào Long rồi giới thiệu: đây là thằng em trong làng của tôi, nó tên là Lâm, sẽ đi cùng với mình. Còn Lâm đây là Thắng, Đại, Hiếu và Hùng, hợp chức công có Hải trong quán nhậu rồi đó. Dạ em chào mọi người ạ. Trên đi đầu tiên em mong mọi người giúp đỡ. Người đàn ông tên Thắng trong cái mũ lưới chai của mình lên, đưa mắt nhìn khắp một lượt từ đầu xuống chân của Long rồi bảo: nhìn cho em hơi gầy nhẹ, có thức khuya có nặng nổi không? Dạ có à, thấy vậy thôi trông khỏe lắm. Được. Mở đất trên phím thêm một lúc, hai chiếc xe tải thống tới. Hải chê hai chiếc này để mình và Đại lái. Sau khi nhận chìa khóa đặt cọc tiền, anh hồ hởi bảo: xe tới rồi, anh em tan đi thôi. Thế là cả nhóm sáu người chia ra, leo lên cả hai chiếc xe, băn khoăn qua gần 3 tỉnh thành trước khi dừng lại ở gần cửa khẩu sang với Trung Quốc. Và bốc xuống xe, Long thiền tiếng hai bên đông của mình đau nhức dữ dội, bởi cái quãng đường này quá xa so với những gì trong suy nghĩ của gã. Đang loay hoay sửa lại đống đồ đạc trên người thì một người phụ nữ bước lại, chia cái túi kẹo cao su bánh trái ra rồi bảo: anh ơi, một số em ít đầu đi. Long gần cổ đưa tay vối tải một bọc kẹo cao su rồi bảo: bao tiền cô? Dạ 10.000 ạ. Trong lúc mà Long đang vay hoay lấy tiền từ trong túi ra thì người phụ nữ kia tiếp tục hỏi: anh trai, anh đi đâu mà mang đồ lỉnh kỉnh vậy? À tôi đi. Chưa kịp nắm lấy câu thì từ đằng sau lưng Hải bước tới cất ngang cùng nói: chào cô, mang cho tôi tí kẹo ăn chơi đi, mà tôi lỡ đường qua đây không biết đường nào đi về thị xã vậy nhỉ. Nhưng hiểu ra, Long liền đầm mưu phụ họa theo: à đúng rồi cô, bọn tôi đang tìm đường. Nên Long nói xong thì người phụ nữ gật đầu chỉ về hướng đối diện. Cái theo đường này chừng à khoảng 60 cây là tới. Cảm ơn cô ạ, tiền đây nha. Đợi cho cô ta đi khỏi, Long lúc này quay sang nhìn Hải: sao anh lại sao trong cái gì? Ta đã dặn chú mày rồi cơ mà, cái chân mình nằm đừng để cho nhiều người biết, cả chỗ nó đi theo mình sang bên đó, biết được mối buôn hàng thì sao. Nhưng mà cô ta chỉ là người bán hàng rong thôi mà. Không đâu, cái bọn chim lợn này là buôn bán là phụ thôi, sang tin là chính đấy, tôi đặt cơ né cho chắc. Em xin lỗi ạ. Không có sao, đi thăm vài chuyến thuần tục may thôi mà. Sau cuộc gọi với người chủ hàng để thống nhất lại suất lượng và giờ giấc, Long của mọi người nghỉ ăn cơm chiều tại một quán cơm bên đường. Ăn xong nằm nghỉ đến hơn 9 giờ đêm, Hải bắt đầu nhổm dậy lay gọi từng người. Long lúc này tưởng đêm nay sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn, cho đến khi như vậy say sưa, Hải phải lay mãi thì cả mới tỉnh lại. Đây cầm mắt ngơ ngác nhìn Hải, Long liền hỏi: ủa anh có chuyện gì vậy? Vừa dậy rồi dặn đồ đạc lên đường,
Bây giờ à? Đúng, đi ngay trong đêm. Long gật đầu vội vàng nhòm dậy bới lấy cái ba lô bên cạnh. Chiếc áo kiểu đã chuẩn bị được gã lấy ra khoác thêm vào. Xong xuôi, sáu người lầm đốt bước ra khỏi quán cơm, đi thẳng về phía cái bãi xe trước mặt. Trước khi bắt đầu xuất bến, Hải giang hiệu cho cả đám tắt đèn xe rồi bảo: đàn này cứ mò trong con đường mòn mà đi, tuyệt đối không được bật đèn xe, kẻo họ người ta phát hiện ra lại sinh chuyện. Cabin của chiếc xe lúc này có ba người, gồm Hải, Đại và Long. Các với hai người đã dày dặn kinh nghiệm, Long lại cảm thấy lo lắng. Bà Hải nói việc chuyển hàng này hoàn toàn hợp pháp, nhưng sao trong các di chuyển này lại giống như đi buôn lậu như vậy. Mở trên xe, gã chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang với dáng vẻ lo lắng, là muốn hỏi cho ra nhẹ, nở lại không dám. Chiếc xe cứ như vậy băng băng chạy trong đêm. Thanh chừng hơn một tiếng, Long mệt mỏi quá mà thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy thì gã đã thấy chiếc xe đang làm thủ tục để xuất cảnh qua bên dưới. Xong thấy người bộ đội biên phòng mang súng bên âm, gã lại thấy lo lắng ngơ, miệng lắp bắp quay sang hỏi Đại: anh Đại ơi, có chuyện gì vậy? Sao lại có súng thế kia? Trời đã được cái thằng này, có cái gì đâu mà nhặng vậy? Bên phòng mang súng được có gì đâu, mày buôn bán nã lòng hay là ma túy thì mới sợ chứ. Câu nói đùa này của Đại khiến cho Long có chút giật mình, đã kéo chiếc áo khoác của mình lên cao rồi lẩm bẩm: chắc là không sao đâu. Một lát sau, Hải quay trở lại xe rồi biến tươi cười: xong rồi anh em, thông quan đi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Lâm đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ là 5 giờ sáng, đúng như đi ăn trộm thật. Nhưng mà chiếc xe đâu được đi qua khỏi cổng mà phải đậu ở ngoài bãi, để đến 7 giờ sáng hôm sau mới được qua đất Trung Quốc. Cả người trên xe cần nhìn tin đến người chiến sĩ biên phòng súng ống đầy đủ, khiến cho Long thấp thỏm lắm. Cả lấy điện thoại ra nhắn tin cho vợ: em dậy chưa? Ninh cầm đâu kiểu sẽ không trả lời sống được tên Đinh Khâm, rất nhanh chóng có nhận được tin nhắn của vợ: em đây, anh đến đâu rồi, mà tôi ổn cả chưa? Lòng nhắn tin trọn lại trải nghiệm của mình cho vợ nghe, cũng giống như chồng kiểu suy nghĩ sâu xa lắm. Cô nhắn lại: có khi nào anh Hải buồn nằm bất chính không mày? Anh phải cẩn thận nha, nhưng có chuyện gì thì phải lo cho bản thân trước. Anh biết rồi, em cứ an tâm, nếu anh nha ta dám lừa anh thì sẽ không xong đâu. Đã đến đây thì do còn sớm cho nên Lâm tiếp tục tiếp đi. Đến 7 giờ sáng chiếc xe lại tiếp tục di chuyển, đi qua biên giới đặt chân đến một cái nhà nghỉ với đầy tiếng Trung Quốc. Hải mở cửa ra hiệu cho mọi người bước xuống, tìm chỗ để ăn sáng cà phê tùy ý. Còn mình thì gọi điện cho người chủ hàng đã thông báo là đến nơi. Trên mọi chuyện có vẻ bình thường cho nên Lâm cũng an tâm được đôi chút. Tuy nhiên còn chưa kịp mừng thì gã lại được Hải thông báo: phía cô hàng đang có trục trặc, anh em tạm thời cho nhà nghỉ tạm đi, để họ liên hệ lại. Long nghe xong thì lại tiếp tục lo, trong đầu của gã nghĩ: có khi nào mấy thương hàng này là hàng giả, đang đợi gia công ngụy trang để thông quan. Đúng, chỉ có hàng giả mới lời nhiều như vậy chứ. Thêm một lần nữa Long đèn vào nhà vệ sinh gọi điện báo cho vợ biết, kiểu thì tất nhiên là thằng thuốc rồi đói: anh ơi, năm mới Tết đến, em đã bỏ anh rồi ham chi một chút như vậy. Nhưng cái chuyện gì em với con bóng biết sao đi anh? Em bình tĩnh, để anh đi hỏi thì anh Hải, sao mình anh nói thế nào? Anh hỏi đi rồi báo cho em biết. Đã đến đây Long cúp máy bước ra ngoài. Đồng lúc thì Hải đang đứng trong sảnh của nhà nghỉ, gã hít một hơi rồi cất tiếng gọi: anh Hải ơi, có chuyện gì đây? Anh cho em hỏi một tí việc này với. Việc gì? Anh à, cái hàng mà mình buôn là hàng chính hãng hả anh? Đúng rồi, chính hãng mà, sao vậy? Không tin à? Không, em chỉ hỏi vậy thôi. Tất nhiên là chính hãng, chứ làm gì quay buôn lầu mà lại đi đường chính ngạch qua cả đồn biên phòng. Nghe thấy Hải nói như vậy, đúng là Lâm không thể nào chất vấn được gì thêm. Tuy nhiên gã vẫn có cảm giác bất an trong lòng. Sau một đêm mà nhà nghỉ cùng nhóm của Hải, Lâm mong sao cho chuyến hàng sớm được về rồi kết thúc. Thế nhưng lại tiếp tục có sự cố khi mà Hải thông báo phía kho hàng đang gặp trục trặc. Chắc là lại mất thêm một ngày, đến tối khắp bộ không khí có phần ảm đạm, không ai nói với ai câu nào. Long ngồi thường người ra trên chiếc giường trong nhà nghỉ, bắt đầu suy nghĩ bâng quơ. Mày còn đúng đắn khi đi theo anh Hải không ạ? Chức năng này thực sự là hợp pháp chứ? Càng nghĩ Long lại càng thấy mệt mỏi,
không biết ở nhà bây giờ thế nào đây. Điện thoại thì bên Trung Quốc không có sóng, không thể gọi về nội địa. Mạng internet thì anh lại không thể dùng. Nghe thấy lời của vợ dặn, quả thật đối với Long lúc này anh chỉ mong được về nhà mà thôi. Sáng hôm sau thì mọi người lại phải chờ đợi. Lần này trong gương mặt của Long có phần mệt mỏi. Nhận ra điều này, Hải liền bảo: "Trong mày nghĩ gì trong đầu vậy anh nè?" "Tại em..." Thế nhưng làm sao mà anh dám nói là mình định bỏ cuộc, đằng nào cũng xong đây. Long thở dài một nơi rồi ậm ừ: "Em thấy hơi mệt anh à. Chắc là khí hậu không có hợp nên em cảm vặt thôi. Để lát đưa anh nha đi mua cho mà liều thuốc." "Dạ em cảm ơn ạ." Hải cũng không để ý nữa, mà bây giờ anh phải dành hết cả tâm trí cho việc trả giá, nói chuyện với người chủ hàng để Trung Quốc qua điện thoại. Mà trên ngôn ngữ anh sử dụng cũng đã tính Trung, cho nên Lâm chẳng hiểu gì cả. "Nào, mời người dậy đi, chờ đang đứng ra đó." Tờ mờ sáng hôm sau, tiếng gọi của Hải kéo cả đám người tỉnh dậy. Người hứng thú nhất chắc là Lâm. Anh hào hứng lắm bởi cuối cùng cũng có thể để xem thử cái hàng mà mình vận chuyển là hàng gì. Một lát sau, hai chiếc xe tải nối đuôi nhau đến một cái tòa nhà khá lớn, có gần chục người Trung Quốc đứng sẵn. Họ trông có vẻ thân thiện lắm. Tiếp theo là những thùng hàng được vận chuyển. Lòng có chút thở phào khi đống hàng này có vẻ đầy đủ tem mắc và hóa đơn. Vậy chắc là đồ hợp pháp. Bóc hàng gần xong thì bất ngờ các thịt trộn bụng cho nên xin đi vệ sinh. Lúc đi xong trở ra không tin hai chiếc xe tải đâu. Còn Hải thì đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông Trung Quốc. Thế nhưng điều đáng nói nhất đó chính là cái người này vừa đưa cho Hải một cái hộp dán băng keo màu đen ở bên ngoài. Cái hộp này không có nhãn mác hay là hình minh họa gì. Các gừng lại rồi đầm bầm: "Cái gì vậy? Hay nào có khi..." Trong đầu của Long lúc này xuất hiện suy nghĩ rằng số hàng hóa trên chuyến xe là hợp pháp thật. Thế nhưng còn cái hộp này mới là phần lợi nhuận thực sự. Nghe tới mấy cái bản tin vận chuyển ma túy xuyên biên giới rồi bị bắt, hình như là gã cũng từng thiết qua cái người trong bằng băng keo đen như vậy. Lòng run rẩy cả đôi tay. "Trời đất ơi, anh Hải..." Long cho rằng nếu như bị bắt thì liệu có ai tin gã vô tội, mà bản án cho cái hình thức buôn bán ma túy này chỉ có là tử hình mà thôi. Không biết có phải vì quá sợ hay không mà Long vô tình va vào cánh cửa tạo nên một cái âm thanh khá lớn. Nhận ra gã, Hà liền quay sang mỉm cười: "Đi xong rồi hả?" "À, vâng ạ." Long vừa nói vừa nhìn theo cái hộp đen kia. Hà lúc này đang nhét nó vào cái túi sắt đeo bên đồng của mình. "Anh em thế lâu rồi, còn tao thì tao sẵn có chuyện cần bàn với ông chủ kho hàng, cho nên là bảo anh em về trước rồi. Giờ mày ra xe đi, mang xe ôm đi về nhà nghỉ với tao." "Vâng ạ." Mồ hôi trên trán của Long lúc này vã ra như tắm. Thế nhưng vì nghĩ các đau bụng lại không khỏe sẵn, cho nên Hải cũng không quan tâm. Mà lát sau bước ra khỏi kho mà đầu óc của Long cứ như cả mất hồn, các gần như không rời khỏi túi sách trên người của Hải nửa bước. Nếu đó là ma túy rồi bị bắt, mình phải làm sao đây? Những anh em kia chắc chắn sẽ không biết được, hay là mình tìm cách báo cho công an biết? Không, đã mới quen thân với Hải, nhưng đâu toàn là âm mưu của bọn nọ thì sao? Mình biết làm sao đây chứ? Sau một vòng quanh quân đường mòn, Hải liền nheo mắt rồi lẩm bẩm: "Không có xe sao hả?" Đang lúc này anh dẫm vào một bãi bùn lầy khiến cho đôi giày màu kem bị vấy bẩn. "Ai sợ ai đúng thật là..." Đôi mắt nhìn chung quanh, thấy kinh đó không xa là một khúc sông, anh cất tiếng gọi: "Lão ai, ra đây, tao rửa đôi giày chứ, bẩn hết cả rồi." Long lúc này chỉ biết gật đầu trong vô thức, mà tới lúc này sẽ chẳng có gì. Đấy như Hải không đưa cái túi sách cho đối phương cầm. "Này, cầm một tao cái." Được cái túi xong, anh lảo mỏ bước tới phía mé nước rồi thò chân của mình xuống. Về phần của Long, gắt đôi mắt nhìn vào chiếc túi. Cái hộp đen đang nằm trong ấy có vẻ rất nặng. "Cái này mình..." Đúng lúc này có tiếng kêu của Hải. Long ngước lên thì nhận ra anh đã đang bị chơi bối nửa người trên bờ, đời còn lại thì dưới dòng nước. "Anh sao vậy?" "Ta trượt chân, kéo ta lên với." Long chạy tới đưa tay nắm lấy tay của Hải. Tuy nhiên gần đến cường lại, Hải nhíu mày: "Mau kéo ta lên, cái thằng mày sao mày đứng vậy?" "Anh Hải, anh nói cho em biết anh có lừa em không?" "Ủa ai lừa gì, mày điên à? Mau kéo ta lên, anh nói đi,
anh có lừa em không? Hai có vẻ mất kiên nhẫn, anh Tiền Từ nhướng mình dùng bàn tay của Long đầm điểm tựa mà nhảy lên. Thế nhưng không may anh trượt chân, nhất thời mất đà rồi lao lại xuống sông. Nước lúc này chảy mạnh lắm và cái bóng chớp chới của Hải đang nhanh chóng chìm vào làn nước trắng xóa rồi trôi đi mất. Long mày trên bờ cảm thấy bên vai của mình đau nhói. Thì ra cú kéo vừa rồi trước khi rơi xuống nước của Hải khiến cho khớp vai của Long bị chấn thương. Hải lúc này đã không còn thi đông nữa. Có tiếng chuông báo trong túi vang lên, có vẻ là tin nhắn của điện thoại. Gã đưa mắt tò mò muốn mở ra xem. Điện thoại vẫn khóa, tên nhưng Hải không cài ẩn đặt thông báo, cho nên Lâm có thể xem được nội dung của tin nhắn. Người nhắn là thắm vợ của Hải. Anh mua thuốc xương khớp cho bố chưa? Cháu đông y giọng viên tế phải trên ánh nắng trực tiếp. Anh ấy đóng gói cẩn thận giúp em. Long sực nhớ ra điều gì đó, cả cúi xuống chồng lấy luôn cái hộp được dán băng keo. Sau đó móc ra gã giận mình, bày chẳng có ma túy gì cả, mà đây là gần nay trùng viên thuốc tễ màu đen, bốc mùi thuốc bắp. Trời đất ơi, trên trời mình làm cái gì thế này trời ơi? Long biết mình đang hiểu lầm đối phương, căng nhảy xuống nước nhưng không tìm được gì, lại suýt nữa cả hụt chân. Anh Hải ơi! Cảm giác tội lỗi thì có, tuy nhiên gã không thể nhận là mình không cứu Hải. Thế là gã nhổng dậy mím chặt môi. Anh Hải, xin lỗi anh nhiều. Gã cũng lấy cái hộp đen kia rồi ném thẳng xuống dòng sông lạnh lẽo. Một lát sau về đến nơi, Long hoảng hốt oán lên khóc. Mấy người kia giật mình trong thấy Long thì điện hỏi, có chuyện gì vậy? Long đưa tay chỉ về đồng sông rồi nhẹ nào, anh Hải anh bị trượt chân ngã xuống sông rồi. Sao lại trượt chân? Lúc gặp đám chủ hàng để thanh toán tiền xong, anh ngại chân dính bùn đất cho nên ra mé sông rửa. Nền đất lâu ấy trơn lắm. Lâu anh ấy ngã xuống nước em cũng nhảy xuống, nhưng mà nước xiết quá không thể ngụp lặn mà tìm được. Nghe câu nói của Long thì cả bốn người kia hoảng hốt lắm, đã vội vàng quay ra lấy tấm áo khoác rồi chạy ảo đi. Mấy người còn lại cũng lập tức chạy theo. Nhưng mà rõ ràng làm sao có thể tìm được một người mất tích dưới dòng sông ở một vùng đất xa lạ như vậy. Tìm kiếm một lúc họ bắt đầu bỏ cuộc. Tại đây Hùng gọi công an sở tại để họ giúp tìm kiếm thi thể của Hải. Còn Long lúc này gác ngồi thừa ra trên dãy ghế ngoài, đôi mắt nhìn thẳng vào góc tường của đồn công an rồi thầm nghĩ, mình vừa làm cái gì thế này? Anh Hải ơi, em xin lỗi, là em nhiều lầm anh, lầm mấy suy nghĩ của em lệch lạc quá. Nhưng mà bây giờ em không thể đầu thú, em còn vợ còn con ở nhà, em sẽ cung kiến cho anh đầy đủ, em xin lỗi anh. Nghĩ xong đương mạnh của Long đinh lại, cả kéo chiếc áo khoác lên cao rồi nhổm dậy, cả mọi người đi tìm kiếm thi thể của người đàn ông xấu xố. Sau gần 3 tiếng đồng hồ thì thi thể của Hải cũng được mọi người tìm thấy. Anh mắc kẹt ở hàng một con sông. Người đã cứng đờ, da rẻ buồn rộn đi vì nhấm nước. Lâm cũng hơi có chút lo lắng, mà nếu như ai tìm ra cái chứng cứ gì của việc mà gã làm thì sẽ ra sao? Họ có máy quay ở khúc sông ấy. Thế nhưng may mắn là ở đó không có nhà nào có máy quay. Còn kết luận về phía công an Trung Quốc khám nghiệm tử thi của anh Hải thì thông báo rằng dựa trên những vết thương trên người của anh thì đúng là anh bị ngã, bị nước cuốn rồi tử vong. Có thể nói cái kết luận này làm cho Long mừng rỡ lắm. Không may hôm ấy với đại sứ quán cũng hoàn tất thủ tục thông báo thông tin về gia đình của Hải, rồi toàn bộ hai chiếc xe hàng chạy về lại Việt Nam. Mà trên xe Đại với gương mặt đượm buồn, và lái xe anh vừa thở dài, tỉnh chặt. Lâm cũng không nói. Cái sự im lặng trong tin này là làm cho mọi người nghĩ rằng Long vì quá sốc thành ra tâm lý chưa ổn định. Chiều tối ngày hôm ấy sau khi xuống khỏi chiếc xe tải, Hồng bước tới vỗ vai của Long rồi bảo, chúng mày đừng có buồn quá. Cái chuyện này chỉ tại tai nạn sinh nghệ tử nghiệp. Ông thì cũng đã số phận con người. Chỉ là thằng Hải nó xui quá. Để đó để hàng về kho, ta sẽ ứng tiền trước để thay thằng Hải trả công cho mày. Trên đặt hàng này chắc còn lâu mới mà bán ra. Nghe đến đây Long liền lắc đầu, thôi anh ạ, em cũng chẳng còn lòng dạ nào để lấy đâu. Anh cứ đè cái phần đó cột chung với phần của anh Hải rồi đem đi phúng điếu, em không muốn nhận đâu ạ. Nào mà lấy đi, thì thằng Hải nó sống sòng phẳng với em, cho nên nếu mày mà không có chịu nhận tiền á thì nhiều khi nó không yên lòng nhắm mắt. Anh nói vậy em xin nhận, em cảm ơn anh.
Bây giờ em về nhà trước, sẽ chở thi thể của anh Hải trước về mai mới đến. Có gì tới đó anh em mình gặp nhau. Mày về trước đi, mấy ngày qua mệt mỏi rồi, bây giờ đang là 29 Tết, cứ về gặp vợ con. Đã đến đây, Hùng mở điện thoại chuyển trước luôn cho Long 50 triệu. Mày cứ nhận trước đi. Kể với vợ con có cái mà mua sắm Tết, đợi tang lễ xong thì tao đưa cho nó phần còn lại. Em cảm ơn anh, em chào anh, chào mọi người, em về à. Nói rồi Long bước thẳng ra trước, để tay vẫy vẫy chiếc xe thủ trước mặt rồi vội lao lên. Lúc này từ một nụ cười nhạt mới nở trên môi của gã. Tính ra cái đám này chỉ công đẹp đấy. Thôi về nhà cái đã rồi tính tiếp. Sau hơn nửa giờ ngồi trên xe thủ cũ kỹ, Hải cũng về đến nhà. Khỏi phải nói hay kiểu mừng rỡ thế nào khi trông thấy chồng. Cô chàng này giật trước đỡ cái ba lô nặng trịch rồi bảo: anh có mệt không? Anh về nhà rồi mẹ con em mừng lắm. Hôm qua nghe tin mà em sợ quá, em chỉ mong đến lúc anh về thôi. Cần mấy bóng cũng từ trong nhà chạy ra: bố, bố về. Long gần gù tới tay ôm eo của vợ rồi bảo: sao chân này chứ cũng không còn đi thêm chuyến nào nữa. Em hiểu mà. Anh nhà Hải đâm mắt thì khác gì rắn mất đầu đâu. Anh cũng lo qua bên ấy làm vung điếu cho người ta. Tất nhiên là có rồi. Thế nhưng Long nói là nói vậy thôi, chứ cả đâu cũng muốn đến nhà của Hải lúc này. Cái cảm giác lo sợ vẫn còn trong đầu của gã. Lão về đời đến khi mà hậu sự xong, Hải nằm trong quan tài rồi thì hắn mới đến thắp hương. Chỉ đến lúc này như bị ông cung hay vợ con của Hải hỏi thăm, rồi mình nói chuyện không khéo để lộ xương hở, thì lại khiến cho người ta nghi ngờ. Thế là Long lập tức viện cớ bị ốm sút nằm liệt giường ở yên trong nhà. Nhưng cho mãi cũng không được, mới tới hôm ấy Long nhận được cuộc gọi của đại thông báo: này, sao của thằng Hải về rồi đấy? Chỉ phát tang rồi chôn cất trong ngày, mày sang chưa? Ủa anh sao cấp vậy? Gặp chứ sao, tránh qua mùng một Tết không có nên. Anh em ma có mặt hết bên này rồi, mà là người cuối cùng trong làng với thằng Hải đó mà chưa có đới. Em về nhà em nằm ly bì từ chiều đến giờ, muốn ốm rồi anh ạ. Nhưng mà nếu chỉ có trong hôm trưa nay với làng mai đem sang. Sang đi, nghe tưởng là nghi tận mà. Vâng ạ. Có chút thấm mệt, tuy nhiên đúng là không sang thì quá dở. Các nhổm dậy đi chân bước ra khỏi phòng. Lúc này Kiều đang bày mâm cơm. Anh dậy rồi hả? Tắm rửa ăn cơm anh. Thôi, cho anh qua bên nhà anh Hải đây, em với con căn trước đi. Anh mặc tìm áo khoác rồi đi, trời lạnh lắm. Anh biết rồi. Nói đến đây Long với tay lấy chiếc áo khoác rồi kinh như vậy bước ra ngoài, lao lên chiếc xe cũ của mình, cái nhắm thẳng hướng của nhà Hải mà chạy tới. Đến nơi trong thấy căn nhà rộng lớn ba tầng lầu đang sáng đèn tận ra đầu cầm, mặt đường răng lên trải gian đầy trên nắng mưa, kèm theo đó là cả 20 người đang có mặt bên trong. Long ngừng xe dừng ở sát khắp tường rào rồi bước chân đi vào. Nhận ra gã, đại cũng cùng nhóm người di chuyển hàng vẫy tay ra hiệu: này, qua đây. Long gần gù gấp bước tới: sao giờ mọi người đã khâm liệm chưa? Vẫn chưa thì bảo là chưa đến giờ. Mày vào nhìn mặt nó lần cuối không? Thôi, em đang ốm giờ dính tử khí thì lại trở nặng. Vậy thì ngồi xuống đây, để lắm nơi liềm xong thì vào cũng được. Long gần gù kéo ghế ngồi xuống, tuy nhiên vẫn còn chưa kịp đồng gì thì đang nghe thấy tiếng khóc ở bên trong nhà vang lên. Không có để biết được người đang khóc lúc này tên là Thắm vợ của Hải, có mấy người bà con chạy vào để an ủi, mà lát sau tiếng khóc không còn vang lên nữa. Không biết là Thắm đang đến hay thậm chí là bị ngất đi. Lúc này thì trong nhà ông cũng bước ra, đầu tóc muối tiêu của ông đã rối tung bù, nhìn nát cái quầng mắt thâm sâu đen thui trước từ hôm qua. Khi mà nghe tin ông đã không thể ngủ được. Chưa không mà. Mọi người cùng lên tiếng gọi, ông cùng cũng nhận ra rồi gật gù: mấy đứa đến đông đủ rồi hả? Cảm ơn mấy đứa đã hỗ trợ tìm được xác của thằng Hải về. Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm. Lắm lúc này cũng nhổm dậy khỏi ghế, gã vào hỏi: chưa cung mà. Lúc anh Hải ngã xuống cho cung thấy, nhưng mà nước chảy xiết và lại không thể tìm ai để kêu cứu cho xin lỗi. Thôi, xong chỉ có số lô phải gì. Chứ chỉ thấy tổ cho con Thắm, cái thằng Hải đừng ngôn năm, chỉ con cái gì bây giờ lâm vào cảnh quá phụ. Vừa nói ông vừa đưa tay lên, lao vội mấy giọt nước mắt vì cơn xúc động. Và rồi có tiếng còi sau bên ngoài, là chiếc xe tải chở quan tài đến. Ông cùng nén cơn xúc động,
Chạy ra Long cùng với đám người còn lại trong có mặt để phụ giúp khuân quan tài vào bên trong. Vào gần đến nơi, Long không muốn chứng kiến thi thể của Hoài, cho nên cố tình tránh qua một bên, rồi lặng ra ngoài ngồi xuống trước bàn nhỏ. Không chẳng có ai để ý đến gã, Bài Hoàn đều chú ý đến lễ khâm điểm trong người đàn ông xấu số. Khi kim đồng hồ chỉ sang gần 10 giờ tối, thì những chiếc đinh cuối cùng cũng được đóng vào quan tài của Hải. Tiếng gào khóc của Thắm lại ré lên, khiến cho bầu không khí như thể tông đập như một màu tăng tấp. Những người ở đám tang ban nay trông về gần hết, chỉ còn lại người nhà và nhóm đồng nghiệp của Hải. Long lúc này khá là bối rối, bởi gã muốn về nhà lắm, thế nhưng mà lúc này lại không có ổn chút nào. Chế chế ôn lập cơn sốt cũng không có dấu hiệu trở nặng, cho nên gã không thể dùng nó để làm lý do. Đang phân vân thì Hồn bước tới chia cái chai rượu ra rồi mở lời: anh em mình làm tí đi, đêm nay ở lại uống với thằng Hải nhé, còn có đêm nay là nó ở nhà thôi. Cả bọn đồng thanh hưởng ứng ngay. Ông Cung bước ra trên tay cầm thêm mai chai rượu. Đúng là nhà bán quán nhậu có khác. Ông Cung mở lời: tớ bắt cứ uống hết đi, hết thì ta mở tủ ta lấy cho, có an tâm. Lâm tất nhiên là không thể từ chối được, gã cũng từng thấy việc uống say khá ổn, bởi tính ra từ ngày đi sang bên dưới đến giờ, gã chỉ uống chút rượu nào vào người. Hy vọng nó sẽ giúp cho tâm trạng của gã thoải mái hơn, và cảm giác sợ hãi tội lỗi cũng không còn nữa. Và đúng như những gì Long muốn, tại uống đến nửa đêm thì say bí tỉ, lúc này chẳng hề quan tâm gì đến việc của mình và Hoài nữa. Nhìn một lượt trong quanh không còn thấy ai tỉnh táo, kể cả ông Cung, cái nhầm dày rồi thì thảo: mọi người em xin phép nha, chứ không vào con châm. Mùa tiên này mày về kiểu gì? Ông Cung lại nhẹ nói chen: ở lại đây ngủ đi, nhà còn rộng nhiều phòng lắm. Cái chút giận mình nên rồi gã cũng đành phải gật đầu, bởi gã cũng không nghĩ mình có thể tự vệ được lúc này. Thế là cả đám thi nhau dọn dẹp, rồi đã kéo nhau vào hết căn phòng khách, nơi có cái bàn thờ về chiếc quan tài của Hải. Lâm lúc bấy giờ say lắm không còn nghĩ được nhiều, gã thiểu thảo nằm ngửa ra rồi nhắm mắt lại, tin như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng rồi trong giấc mơ của mình, gã là mờ trong thiết cảnh tượng khó kinh dị. Đã là một bóng người đứng trước mặt của mình vừa lay vừa gọi tên: Lâm ơi! Thế nhưng giờ quá say, gã chẳng thể nào tỉnh dậy để biết đó là ai. Sẽ ngủ kéo dài đến hơn 5 giờ sáng, khi bị những tiếng ồn nào của những người đến làm tăng sự gọi gã dậy. Mình ở đâu thế này? Phải mất một lúc thì Long mới nhận ra khung cảnh chung quanh, thậm chí là cũng không nhớ nổi bất cứ chuyện gì trong buổi nhậu đêm qua cả. Mở giày khỏi chỗ nằm cả xuống nhà vệ sinh cá nhân, rồi cũng đến lúc chính thức phát tang. Long nán lại ngồi tạm một chiếc bàn bên ngoài, chờ thắp hương rồi viếng mây trở về. Giờ phút này đây mà chưa cứ như vậy chưa qua một kích êm đềm, gã cũng không thấy hối hận hay cảm giác tội lỗi gì trong người của mình nữa, mà thêm vào đó là cái mệt mỏi sau một đêm say sưa và nằm mà dưới cái nền nhà chỉ trải mỗi tấm chiếu. Hơn 7 giờ sáng cuối cùng cũng đến lượt Long bước vào, ra thì gã mới có cơ hội nhìn thẳng vào gần chính diện với tấm di ảnh của Hải. Có chút giật mình bởi cái ánh mắt và nụ cười trong ấy có hồn lắm. Thế nhưng do có nhiều người ở đó, cho nên gã cũng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Anh Lâm. Nhà nén hương trên tay của Thắm, gã cận gù cảm ơn rồi thì thầm: anh Hải, anh yên nghỉ nha. Và mấy giây câu thì từ ngoài trời bất chợt có tiếng sấm giật lên. Mọi người kể cả Lâm đều giật mình. Cả laptop vội cắm nén hương vào kinh đưa rồi giật lùi ra đằng sau. Có không có lý do gì ở lại, gã chào ông Công và mọi người ra về. Đến nhà thì Kiều lúc này đang sờ sờ nấu cơm cúng ông bà ngoài 30. Trong thấy chồng có đến nhíu mày rồi hỏi: anh về rồi hả? Bên này thế nào rồi? Ổn thỏa rồi, chiều nay chôn. Anh có đi tiếp không? Thôi, anh hơi mệt, với lại giờ ra ngoài nghiên địa đó, hít hơi rồi lại đau ốm. Đúng đây, biết là mình thương cảm với những người đã khuất, thế nhưng mà phải lo cho sức khỏe của bản thân, và lại đêm nay là đêm giao thừa đấy chứ. Long gần gù vào trong nhà phụ vợ dọn dẹp lại cái bàn thờ, rồi lau việc cứu kiến. Tao hôm ấy hết cả nhà quây quần bên nhau đón giao thừa. Cảm giác cũng vui vẻ khiến cho mọi ưu phiền suy nghĩ trong đầu của Long gần như tan biến.
Sáng hôm sau đã là mùng 1, Lam thức dậy chuẩn bị cùng vợ con đi chúc Tết họ hàng. Thế nhưng khi bước ra ngoài, cái trông thấy Kiều đang kèm cái nhật ký cho con gái. Ủa, con bị làm sao vậy em? Em không biết nữa, tự nhiên con người nó nóng lắm. Vậy hả? Bóng mà, con thấy trông vừa thế nào, con đau ở đâu không? Trước câu hỏi của bố, con bé búng lắc đầu được cầm mắt là đời nhìn Lâm. Thế là Kiều đành về ở nhà trông con gái, chỉ có một mình gã đi chúc Tết. Thực ra thì Lâm cũng không muốn đi, thế nhưng có nhiều mối quan hệ không thể đi được. Một lát sau thì Lâm trở về, tới nơi thì cũng gần trưa, Lâm đưa mắt nhìn vào trong nhà rồi gọi. Kiều, Kiều ơi! Đến đến của chồng Kiều từ bên trong nhà đòn đã chạy ra. Anh về rồi hả? Chúc Tết với mộng tưởng bà xong chưa? Em đang định gọi đây. Ờ, xong cả rồi. Con thế nào là hại sốt chưa? Rồi anh ạ, à mai này, anh nghe tin gì chưa? Tin gì hả? Ở cái đám tang của anh Hải hôm qua đây. Ở sao? Anh không đi nên anh không có biết. Bà Lành ở hàng xóm nhà mình đó, bà ấy kể là có nhiều chuyện lạ lắm. Chuyện gì mà lạ? Anh Hải hình như anh hiện hồn với anh ạ. Hảo huyền, hồn với trả phất. Em nói thật mà, hồn còn nhập cả vào trước cung. Em nói cái gì? Trời đất ơi, lúc ấy em nghe em mới giật mình mà. Kiều kể xong thì đưa tay kéo chồng vào bên trong. Không biết có thật không nhưng mà cũng hoang mang hoang nhỉ. Thế nhưng ngay lúc này đây, Long làm sao có thể bỏ qua những gì vợ đã vừa kể, cần đến ấp úng. Em nói thật chứ? Em đối làm cái gì? Vì lại cho bà Lành hàng xóm mình thử biết tính mà. Mày nói dối làm gì? Thôi, bỏ qua đi ngả. Mà vào trong nhà đi, em hâm cơm canh nhờ cả nhà mình cùng ăn. Kiều vừa nói hết vừa đi chân bước vào bên trong. Còn Long thì vẫn đứng thừa người ra đó cả chục phút đồng hồ. Và đến trong nhà, gã ta ngồi xuống ghế tiếp tục nghĩ ngợi. Bởi Kiều trước giờ không hề biết nói dối. Và lại chuyện này cô ấy nói dối cũng không có bất cứ tác dụng gì. Mà Lành thì lại càng không. Càng nghĩ càng dối thế là Long quyết định sẽ đi đến nhà của Hải. Lại cớ thắp gương thầm viếng xem thế nào. Dù gì thì đêm qua gã cũng không ra tới nghĩa địa để mà giữ lấy trộm cất. Nói là làm, xế chiều Lâm đứng trước căn nhà ba tầng lầu rộng lớn của Hải. Bên trong có mấy tầng tối om, chỉ có phía phòng khách là có chút ánh sáng phát ra. Sau một nồi chần chừ, Lâm đưa tay ấn vào cái chuông cửa. Từ bên trong một bóng người nhanh chóng chạy ra, là một người cô họ hàng bên ngoài của Hải. Mà đưa mắt nhìn Long rồi hỏi: Chào cậu. Vào ngài chào gì? Từ tới thắp hương cho em Hải. Con chưa cùng với thắm cho mấy không mà. Ông cung thì đi ra ngoài rồi, chỉ còn con thắm đâu. Mà nó vừa chồng mắt để tôi vào hỏi. Thôi gì, chỉ cần mở cửa là được. Tôi vào thắp cho anh ấy nén hương, chứ không cần gọi thắm đâu, ảnh hưởng đi giấc ngủ của chị ấy. Ờ, cũng được. Người vừa nữ gần gù mà cầm ra, làm theo chân của bà bước tới phòng khách. Tới nơi gác khừng lại bởi chết mặt. Ngay giữa gian phòng là một cái bàn thờ, còn trong đài mấy tấm lĩnh. Ở trên đóng di ảnh của Hải đã đựng đặt may ngắn. Khói từ cái nắn hương vàng tỏa ra nghỉ ngút. Có chút cảm giác an tâm, Lâm hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong, cố gắng né tránh việc nhìn trực diện vào tấm di ảnh kia. Thế nhưng mà đúng lúc này, tiếng hơn 5 phút sau, từ trong phòng, thắm vào của Hải bước ra. Nhận ra Lâm, cô đưa cặp mắt mệt mỏi rồi thốt lên: Anh Lâm đâu hả? Vâng, chào chị. Hôm qua tôi bận công chuyện với lại lên cơn sốt đi là kiên, không đi ra ngoài nghĩa địa được. Giờ tôi tới thắp cho anh ấy nén hương. Cảm ơn anh. Hôm nay mồng một Tết, nhà lại cô thang cho nên tôi cũng không dám đi đâu. Chỉ có bố anh Hải ra mộ cho cũng sắp về rồi đây. Vâng ạ. Để không bị nghi ngờ gì, Lâm bước tới cái bàn thờ của Hải. Nén hương đã được gã châm lửa rồi cắm lên. Tất nhiên là Long vẫn né cái ánh mắt của Hải trong tấm ảnh vì cảm giác gần gũi trong đầu. Anh Hải, anh sống hồ ta thiêng phù hộ đầu chỉ cho chư cung và chị thắm. Anh mất sớm anh em mai không thương tiếc cả. Mong là có kiếp sau anh em ta lại gặp nhau thêm lần nữa. Diễn xong màn kịch, Long quay ra đưa mắt nhìn thắm. Mai có một hôm mà trông chị xinh xao quá, chị ổn chứ? Thắm liền rụt rùi rồi bảo: Từ khi nghe tên anh Hải mất, tôi chẳng thích ăn uống gì cả. Lúc nào cũng nghe tên anh ấy. Khổ thân. Anh còn nhớ xong đầu năm sẽ tính ở nhà, tính được con cái với tôi. Vậy mà... Long liền gật gù. Trong lòng của gã cũng yên tâm vì thắm không biết thêm chuyện gì khác nữa, mà vẫn tin là chồng mình bị chết do tai nạn.
Thế nhưng mà sự yên tâm này chỉ tồn tại được bao lâu thì tóm lại nói tiếp. Mà sau này tôi muốn sư thầy trên chùa ra hỏi mộ cúng, rồi làm đấy giấc hồn thầm hoài về. Hy vọng có như vậy thì anh ấy mới có thể là có chút ấm cúng trong thời gian trở đi đầu thai. Chứ lang thang ở ngoài đường ngoài xa, lạnh lẽo đói khát mãi không quên đi được mất. Giấc hồn về sao? Đúng vậy, giấc hồn anh ấy về. Sư thầy này đạo hạnh cao thâm lắm, căn bảo là anh gọi hồn được từ Trung Quốc về cơ, thậm chí là còn không cần đến tận đó. Long nghe vậy thì liền đáp ứng, vâng, tôi hiểu rồi. Đúng lúc này thì ông Cung cũng từ bên ngoài chạy về. Chồng thì ông cũng chẳng khác gì đứa con dâu của mình, thậm chí có phần tiểu tỷ hốc hác hơn nữa. Chưa Cung mà. Thằng Long hả? Xong qua chưa không có thấy mày ở đoàn đưa tan. Dạ chưa thông cảm, nhà cháu năm người, lại là cúng dâu thừa đám ông bà nữa, cho nên, ta hiểu rồi. Giờ tới đây thắp hương cũng làm vui rồi, thằng Hải chắc cũng thấy yên lòng lắm. Cái tên Hải một lần nữa được nhắc tới khiến cho lòng có chút không được tự nhiên. Thế nhưng rồi các cũng viện cớ phải đi chúc Tết gia đình khác, cho nên xin phép ra về. Đi trên đường các ta hoang mang lắm, liệu cái chuyện giấc hồn này về có liên quan gì đến chuyện sáng nay kêu đồng bà lành kể hay không. Về đến nhà, Long tất nhiên là không dám nói chuyện về Hải cho vợ của mình nghe. Mà nếu nói ra cô sẽ càng thêm hoang mang. Lâm cũng tự chân an mình. Trên đời này làm gì có ma cỏ, toàn là chuyện hão huyền. Sự đời chân an này có vẻ có tác dụng. Khi tối đó sau khi ăn xong, Gã và Kiều bắt đầu bàn bạc sẽ làm gì với ngày mùng hai Tết. Có nhiều chỗ để đi, và lại với số tiền 50 triệu đồng có trong người. Tết này hai vợ chồng chẳng mặn ngại đi đâu cả. Sau bốn tiền nhà ở nhà của một người bà con, hai vợ chồng cùng với bé bóng trở về thì trời cũng đã tối ngẩn. Tắm rửa xong đã vào trong phòng nắm lướt điện thoại. Còn hai mẹ con của Kiều thì ở bên ngoài, vừa xem bài kịch trên tivi vừa ăn mấy thiếu bánh kẹo một cách đầy vui vẻ. Nằm được một lúc, Long thấy hai mắt của mình mỏi nhừ, thế là gái nhanh chóng thả chiếc điện thoại xuống rồi chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ đêm nay, Long chỉ thoải mái được một lúc bởi những phút tiếp theo khi đang ngủ say. Các bất ngờ nằm mua thiên hải. Anh đã đứng ngay ở cửa sổ để cầm mắt nhìn vào trong giường. Khuôn mặt của Hải đáng sợ lắm, nó trương phình lên cả mắt lòi ra. Nó khá giống như cái thi thể của anh lúc được vớt từ dưới con sông lên vậy. Khỏi phải nói, Long giật mình thét lên rồi ngồi bật dậy. Tiếng thét tất thanh của Long thậm chí còn làm cho cả Kiều giật mình. Cô đờ mắt ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của chồng. Anh bị sao vậy? Lâm lắc đầu mày ngoại rồi đáp. Anh không sao. Kiều ngồi bật dậy vuốt vuốt đống mồ hôi trên mặt cho chồng. Lâm thở hổn hển thầm nghĩ. Chuyện gì mà xảy ra vậy chứ? Mình chỉ mơ thôi sao? Nhưng mà nó thật quá. Lâm phải mất đến một lúc sau thì mới bình tĩnh lại được. Cái nhòm giày bước ra khỏi giường ra bên ngoài phòng khách đầy trầm trước ngút. Giờ đến nơi, tỉnh hơi chút lùa vào trong phổi, làm cho Lâm cảm thấy thoải mái hơn. Gái nhớ lại tất cả những gì trong giấc mơ, nó đúng là đáng sợ. Nhưng chợt nghĩ, kính bà vai phải của Long bắt đầu cảm thấy đau nhất. Cái đôi mắt nhìn xuống rồi hoảng hốt, bởi cái khớp vai này nó đang rất đau. Mấy hôm vừa rồi từng chừng đã êm, nhưng trước giông ngủ nằm sai tư thế, cho nên vết đau mới tái phát. Long ngồi bật dậy đưa tay lên bật đèn. Ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng khách chiếu rọi khắp căn phòng. Và mấy lúc này đây, Long lại thêm một lần nữa bất ngờ, mà cái bả vai của gã lại không hề đau nhức nữa. Kỳ quái gì vậy? Gã xoay bả vai và đứng thật là không còn đau. Lúc này thì trầm lâu trở lại, thèm khát nước cho nên Kiều bước ra. Lúc thì Long đứng bần thần trước cái bấm đèn, bắt nhìn ngó gì đó, cô tò mò hỏi. Sư cụ anh có chuyện gì? Anh có thể nói cho nghe được không? Không, không có gì đâu, em vào ngủ đi. Vừa nói Long vừa ngồi xuống đại chiếc ghế, giúp điếu thuốc rít từng hơi. Kéo thở dài lò mò xuống bếp, còn Long thì vẫn đầy đèn ở trong phòng mà không tắt. Gã rít nốt điếu thuốc rồi trở về phòng. Trở lại với giấc ngủ của mình, Long lẩm mẩm từ chân an. Mù thôi, chỉ là giấc mơ thôi mà. Ấy vậy mà một lần nữa giấc mơ kinh dị kia lại xuất hiện. Lần này thì khung cảnh xung quanh thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều. Long thấy mình đang đứng ở con sông bên kia biên giới, nên đã xảy ra vụ tai nạn của Hải.
Càng chưa biết phải làm gì thì từ dưới mặt nước, một bóng người trồi lên, một lồng cồn không mất quá nhiều thời gian để Lâm có thể nhận ra được. Đây chính là Hải. Cơ thể của anh bấy giờ trông đáng sợ vô cùng, đã trương phình cả lên. Mặt trắng bệch, Hải trợn mắt nhìn gã rồi thều thào. Lâm, trả mạng cho tao. Lâm sợ hãi lắm, đã rít lên từng hồi rồi bỏ chạy. Đừng, đừng mà anh Hải. Lâm bừng tỉnh dậy không còn la hét nữa. Thay vào đó gã quyết định tiếp chống đêm. Và trong khoảng thời gian đó, Long ra ngoài phòng khách rồi làm bàn với bao thuốc quen thuộc của mình. Tình điếu thuốc được rít lên, Long lại càng cảm thấy hoang mang hơn về những gì đã xảy ra. Sáng hôm sau, Long vẫn trong tình trạng hoang mang cực độ. Đã không biết hay nói chính xác hơn là không thể giải thích được những gì đang xảy ra. Long ngồi từ người ra trên chiếc ghế, mùi khói thuốc đã ấm nặng tới nỗi nồng nặc khắp cả sân nhà. Mãi cho đến khi con bé bóng từ trong phòng bước ra, gã mới giật mình mà dòng cửa vội xua đổi mùi thuốc lá. Còn con bé nâng đều mắt nhìn gã rồi bảo: Bố ơi, bố. Lâm đưa mắt nhìn con và cười nhẹ một cái với gương mặt gượng gạo. Sao đó con? Đêm qua con thấy có người vào nhà mình đó bố. À, ai vào nhà mình? Chú ấy cao lắm, đến trước cửa phòng của bố đây. Lâm lắc đầu vừa nghĩ con gái cứ hay xem phim hoạt hình rồi nó đinh tinh. Tuy nhiên không, câu nói tiếp theo của con bé lại khiến cho gã ngược lại. Chỉ còn vào trong phòng nói chuyện với con, mà người chú ấy toàn là nước thôi, cái bồn chú ấy to chừng này này. Cái ngoại hình được con bé bóng miêu tả làm cho từng đợt da gà đổ lên trên người của Lâm, bởi nó giống cái ngành ngành đêm qua gã nằm mưa thiên hải lắm. Thế nhưng làm sao có thể? Lâm đền gắt: Mày đừng có nói linh tinh, quan trọng bố đánh đòn đó. Tuy nhiên con bé vẫn nhắc đi nhắc lại về người kỳ dị kia. Cái con kia, tao bảo mày im đi rồi cơ mà, sao cứ nói hoài vậy? Phải nói Long vừa cúi người xuống, sợ hãi cánh tay của mình vắt thật mạnh vào mông của con gái. Con bé bóng đầu quá nó khóc ré lên. Kiều từ dưới bếp đang chuẩn bị đồ ăn sáng chạy lên, trong đầy ánh mắt Long ròng ròng của chồng. Còn con gái thì khóc, cô vội chạy đến đưa tay đẩy Long. Anh làm gì vậy? Sao hai bố con cứ như nước với lửa vậy? Có gì tiểu tiểu nói chứ sao lại đánh con? Cần bé bóng khóc ngày càng to hơn, Long bình tĩnh gắn tiến tới ôm con bé. À bấm, ngoan đến bố thương, lại bố mua kẹo cho nhá. Cần bé bóng mặt mũi tèm nhem nước mũi, nó nói một cái ú ớ. Chú ý hỏi tên của bố nhiều lắm đây. Ngay đến đây thì Long rú lên thả con bé bóng xuống đất. Hai con mắt của gã lúc này đang gần như loạn thần. Kiều và con gái tất nhiên là không hiểu có chuyện gì xảy ra. Lâm đứng yên thừa người ra đó, và rồi cứ giật mình các ta chạy ảo vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Kiều gọi thế nhưng không thấy chồng trả lời. Cô chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra. Mà lát sau cho con bé bóng ăn sáng xong, cô mới gõ cửa phòng rồi gọi chồng lần nữa. Anh ơi, sáng sáng đi, em nấu cháo ngon lắm. Lâm vẫn nằm im trong phòng, cả đang nghe tiếng của vợ. Thế nhưng không muốn nói chuyện với ai vào lúc này, bởi Long sợ bản thân của mình lại nghe được câu chuyện con bé bóng nói rồi lại không kiềm chế được mà lộ ra cái chuyện xấu. Đồng thời Long cũng suy nghĩ thêm về những gì con gái nói lúc nãy. Nếu vì ngoại hình như vậy thì đúng là Hải, cầm thêm việc gọi tên mình nữa, và con bé bóng cũng không thể nào bịa ra một câu chuyện trùng hợp như vậy. Anh ơi, anh đói không? Không đói thì cũng phải nói chuyện chứ, sao là cái như vậy được chứ mà gửi cho em. Tiếng gọi của Kiều mỗi lúc một dồn dập hơn. Long đành phải bước xuống giường cả tiến tới toan mở cửa. Thế nhưng bàn chân lúc đó lại bất ngờ vướng vào một chút gì đó dưới sàn, khiến cho gã mất đà. Cả ngã rối rủi xuống mặt đất. Cơn đau đến gặp phần đầu ập tới, về lúc ngã ga vào cái vệnh bàn. Thế nhưng thiết đầm và mắt tiếp theo mới thực sự kinh sợ. Bài vật mà gã vừa mới vấp phải đã là một cái thân người, một cái thân người đầy quen thuộc. Đó là Hải. Anh ta đang nằm ở đó. Hai trừng mắt nhìn chăm chăm vào gã. Hoàng sợ Long liền rú lên rồi lập tức nhổng dậy mở cửa chạy ra ngoài. Anh ơi sao vậy? Chọc chọc ấy. Ờ, đầu của anh. Kiều vừa nói vừa chỉ thẳng đầu của Long rồi trút lên. Anh Long nhíu mày đưa mắt nhìn vào tấm gương trên cái tủ gỗ gần đó. Vừa rồi gương mặt của gã cũng giống như vợ của mình,
mà cái hình ảnh phản chiếu nó quá kinh hãi. Máu tươi từ trên đầu nhờ câu vết va đập ban nãy chảy dòng dòng xuống khắp mặt mũi. Cái gì vậy chứ? Lâm giật mình thốt lên. Mấy gã không ngờ rằng vết thương lại nghiêm trọng như vậy. Thậm chí giờ đây, kể đã thấy vết thương kia thì Long cũng đính hồn, mà nhất thời không hề cảm nhận được một chút đau đớn nào cả. Kiều xuyên đất cô liền run rẩy bảo, anh bị sao vậy? Lâm lắc đầu ú ớ không nói rõ, cả hai vội vàng chạy vào trạm y tế ở gần đó. Sau khi may năm mũi, cô y tá vừa băng bó cho Long vừa bảo, anh kinh hải sản rau muống nha, có vấn đề gì cứ lên đây cho các bác sĩ kiểm tra. Cảm ơn cô ạ. Kiều dối dịp cảm ơn, còn Lâm thì từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên bất động. Bởi từ nãy đến giờ gác không thể nào thoát ra được những cái ngành ảnh để kinh dị về Hải. Miền nằm sóng xoài trên nền nhà và gián tiếp tạo ra cái vết thương này trông nhết. Bây giờ thì Lâm mới cảm thấy đau. Tiếng nhét đất thanh của gã làm cho Kiều cùng với y tá giật mình. Bởi dần đã được sự cứu hết rồi, thế cho dù cô đau cũng chẳng đến mức ấy. Thế nhưng quả thật là cơn đau lúc này nó đáng sợ lắm, giống như chạm đến tận xương tủy của Long vậy. Cả ta u ớ hốt hoảng kinh như vậy được một lúc thì người ta đành phải tiêm chút ân thần. Sau khi hưởng trọn vẹn một liều thuốc, Long bắt đầu nằm vật ra giường rồi thiếp đi. Kiều đưa ánh mắt lo lắng nhìn chồng của mình rồi nhìn qua cô y tá. Cô hi chồng tôi, anh ấy bị sao vậy ạ? Cô y tá liền lắc đầu. Trường hợp này chỉ là hậu chấn thương thôi. Nếu mà gia đình muốn yên tâm hơn thì tôi nghĩ chị vợ anh nhà nên chuyển viện đi. Ngày ngày lên trên tiến trên, chụp bờ CT cắt lớp. Vì phần đầu thì chẳng ai nói trước được điều gì cả. Sự nghiêm trọng trong câu nói của cô y tá làm cho Kiều hết sức lo lắng. Cô lúc này đã oán đến khóc. Trẻ đất ơi, sao lại dân đông nỗi này chứ? Người ta ra đường tai nạn thì không nói, đang để ở nhà mà cũng bị. Chiều máy Long được chuyển viện, nằm trên băng cai trong xe cứu thương. Lâu túc ân thần ngày một vơi dần, làm cho gã dần tỉnh lại. Câu lúc ấy làm nhồi chết điếng, bởi vì trong xe cứu thương ngoài Kiều và của gã ra, và một người y tá nữa phía đối diện là một bóng người hết sức quen thuộc. Đó không ai khác chính là Hải, người đã chết kết đây không lâu. Hải vẫn giống như trong giấc mơ vào hình ảnh trên nền nhà. Nên lúc sáng, cơ thể của anh phù này, hai hốc mắt lúc này đã rơi hết trong mắt ra, chỉ còn là hai cái hố đen sâu thẳm. Ở bụng mình nước thoát lộ cả ruột gan. Hải xoay mặt qua nhìn Long rồi nhận miệng cười, là muốn là ngắt lên lắm. Thế nhưng cổ họng của gã giống như bị bóp nhẹ vậy. Long chỉ còn biết giấy rổ thân mình mà thôi. Cảm thấy chồng mình như vậy thì hoảng sợ, câu cùng với y tá cúi xuống lay lay xem có chuyện gì. Anh ơi, anh làm sao vậy? Thế tình hình thông buồn nhất là nhịp tim và huyết áp của Lâm đang tăng cao. Cô y tá tiêm thêm một mũi an thần đỡ. Hai mắt của Long nhanh chóng mở đi, và những gì cuối cùng gã ta nhìn thấy trước khi ngất, đó chính là gương mặt để ám ảnh của Hải và tiếng còi hụ của xe cấp cứu. Tỉnh dậy trong phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện huyện, Lâm lúc này đang gần như mất ít cảm giác vì tác dụng của thuốc gây mê. Cá ta mở mắt trong cái kiểu, cô vẫn ngồi kế bên với một cặp mắt đỏ hoe và sừng hút. Kiều, Kiều ơi! Lòng mắc máy môi ấp ống gọi tim của vợ, nên đến gọi Kiều đưa mắt nhìn chồng rồi òa khóc. Anh à, anh tìm rồi à? Lòng nghít một nơi rồi cố gắng dặn ra từng tiếng. Anh bị sao vậy? Anh chuẩn bị phẫu thuật đây. Phẫu thuật? Lòng lúc này mới sực nhớ, cá ta đưa tay sờ lên đầu của mình. Nó lúc này đang được băng bó rất nhiều, kinh đau một lần nữa kéo tới. Lòng rời đền kinh hãi bởi kinh đau như là muốn nốt trọn đấy cả vậy. Anh đừng cử đập mạnh, kẻo ảnh hưởng đến nặng thêm. Các bác sĩ bảo anh bị tù máu bầm ở trong não, bây giờ phải phẫu thuật ngay. Cái gì vậy? Trời đất ơi! Lòng thầm than trời. Chưa hết khi cá ta đưa mắt nhìn lên trần phòng bệnh, thì như một sự ám ảnh kèm theo. Hải lại đu người lơ lửng người trên đó. Anh nhàn miệng cười nhìn Lâm. Cái nụ cười này nó làm cho gã ước mình sẽ tiếp tục ngất đi thêm một lần nữa để không phải chứng kiến. Thế nhưng không, hiện tại không có cô y tá nào xuất hiện để cho Long một liều an thần cả. Gã công tử nhắm mắt lại, nhưng nhắm lại ảnh hưởng tới cơn đau đang âm ỉ, cho nên làm kinh như vậy hai mắt mà chừng chừng.
Điều này nó còn đáng sợ hơn cả cái đầu đang đau âm ỉ, chả được phẫu thuật gì. Thêm một con đầu thấu trời nó ập tới. Khả phải nói Long thậm chí còn ước mình có thể chết ngay đi vào lúc này. Hải đứng ở trên vừa nhìn gã vừa nhỏ từng giọt nước lạnh thấu ra thấu thịt. Long, tại sao mày hại tao chết? Đau quá, Long rút lên một lần nữa xuống nắp tiệm. Cuối cùng sau một nồi chờ đợi thì gã cũng được đưa đi phẫu thuật. Tao bị cạo chồng đầu rạch ra rồi hút trong máu tụ. Và đến tận chiều tới hôm sau Long mới có thể tỉnh dậy. Gã đưa mắt nhìn chung quanh. Kiều, Kiều ơi! Nơi chồng ngoài Kiều mừng rỡ đưa tay lau dòng nước mắt. Anh tỉnh rồi hả? Em lo quá, anh còn đau không? Anh không sao. Nhưng vết thương của anh... Không sao đâu rồi anh ạ. Má bầm đã đừng lấy ra cả rồi. Vậy thì tốt. Nhưng mà sao? Các bác sĩ khám kỹ thì phát hiện không chỉ có tụ máu mà anh còn... Còn thế nào? Còn bị u não. Còn bị u não. Khối u ác tính nằm chèn lên dây thần kinh. Khi gì? Khả phải nói năm như người bị sét đánh vậy. Các ta trợn trừng mắt. Không thể nào như vậy được. Và nói Long vừa nhảy người nhồi dậy. Nhưng cả người không có một chút sức lực nào. Và đầu vồn bị phẫu thuật không thể cử động mạnh. Gã ta cứ dấn lên rồi ngả ngả người xuống giường. Mà đã sao có bất lực cho nên Long đành trừ người ra. Để cầm mắt nhìn lên trần nhà. Trời đất ơi, sao lại thế này? Rồi có phẫu thuật lấy khối u ra được không? Chưa anh ạ. Anh vừa phẫu thuật cho nên bác sĩ bảo anh cần phải có thời gian để phục hồi. Chứ nào không sẽ bị sốc phản vệ. Chả bao lâu. Đi tên là một tháng. Chọc đã đòi. Long thằng người nằm từ ra quả thật. Cái thông tin mà Kiều vừa nói đây đã giống như một cái bản án tử vậy. Chưa dừng lại ở đó. Đâu phải ở trong bệnh viện là được im thân. Là một màn vừa chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo của mình. Một phần vừa phải đối diện với sự xuất hiện của Hải. Đêm này các một lần nữa bừng tỉnh sau khi mưa theo một giấc mơ để kinh sợ. Thế nhưng còn chưa biết phải làm sao. Thì từ chiếc giường bên cạnh gần đó có một tiếng nói nho nhỏ vang lên. Cậu ổn chưa? Lâm đưa mắt nhìn sang nhận ra một ông lão trong ngoài 70-80 tuổi. Ông đã được chuyển đến phòng bệnh này vào hôm qua. Vốn không muốn chia sẻ gì cho nên Lâm lắc đầu. Không sao à, cảm ơn cô. Cậu không nói cầm được. Chứ tôi thấy cậu bị người ta thao nạp đây. Cô nói gì à? Sao cậu hỏi tôi? Cậu phải là người biết rõ nhất chứ. Tôi không thấy được nhà nhiều nhưng mà cảm nhận được. Cậu bị người ta theo cũng khám đâu. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Long nhìn lại xung quanh mình một lần nữa. Cái nhớ ra Kiều lúc này hình như đang ở dưới căng tin. Thế là tò mò Long liền thiểu thảo nói. Trong giống gì cô, tôi khổ sở lắm. Bệnh tật trong người còn chưa giải quyết được lại còn... Tôi không có tài phép gì cả. Chỉ có cái này cậu cầm đeo vào bên mình thử xem. Và nãy ông cụ vừa giơ tay lên rút ra một sợi chuỗi hạt. Cầm lấy đi. Tôi tỉnh ngay trên chùa nghe bảo là chủ tà. Cô cho tôi thật sao? Cái này lão sống được mấy năm nữa đâu. Tao cứ cầm lấy. Cảm ơn cụ. Có nói chuyện tạm tiếng ngưng lại khi có cụ y tá bước vào. Vì để đến giờ trích thuốc cho cả hai người. Hết tuần đó Long được xuất viện. Nhìn vết sẹo dài trên đầu của mình mà đã giàu gì lắm. Mà cũng còn một chuyện làm cho gã để an ủi phần nào. Đó chính là hai đêm nay, sau khi cầm cây chuông hạt của người bệnh nhân cùng phòng, gã không thấy Hải xuất hiện nữa. Mở trên chiếc xe taxi trở về nhà, lòng trong một trầm lại đảo mắt nhìn chung quanh, xem thử Hải có ngồi ở trên ghế cháu nào đó nhìn anh ta không. Sau khi phát hiện ra không hề có, lòng thở phào nhẹ nhõm nhìn đống băng kín mít trắng tóc trên đầu của mình mà thầm nghĩ. Hải hả? Tao đã trả giá đủ rồi. Mày làm ơn đừng quá ám tao. Tao chắc không còn sống được bao lâu nữa. Về đến nhà, Kiều đưa tay mở kính cầm. Long như sực nhớ ra điều gì vội hỏi. Con bấm đâu rồi? Em gửi nó ở bên ngoài. Anh thu vài trong rồi em sang đón con bé về. Long gần gù bước vào bên trong. Căn nhà quen thuộc với không khí không đầm mùi cồn và nước sát trùng làm cho gã cảm thấy thoải mái. Long ngồi trên ghế thở từng hơi nặng nhọc. Là cũng lấy tay rót từ cái bình ra làm mấy hớp nước. Thế nhưng đã mãi không thích kiểu đâu. Tính ra cô cũng đã đi hơn một giờ đồng hồ.
mà nhà ngoài thì cách chỗ này 3 cây số. Ta mò long lấy điện thoại gọi cho vợ. Tiếng chuông cứ như vậy vang lên mà không hề có ai nhấc máy. Còn đang định gọi thêm thì từ ngoài cầm kêu hốt lại chạy vào. Anh ơi. Long giật mình đưa mắt nhìn vợ. Cái chuyện gì vậy? Em làm gì mà lâu vậy con đâu? Con bé bốn nó không hề có ở nhà ngoại. Sao lại không có? Em nghiêm túc chứ? Theo mới thuật lại câu chuyện mà mình vừa sang phía nhà ngoại. Mọi người ở đâu bảo vừa nãy còn thấy nó đứng ở sân. Nhưng mà chỉ một lắm sau không thấy đâu. Sao vài chồng còn ở trên huyện, lo lắng cho nên chưa báo tin mà cố sức đi tìm. Tính đến giờ cũng 2 giờ đồng hồ chưa qua mà vẫn không hề có tung tích gì cả. Kể xong thế là Kiều khuỵu xuống đất khóc bù lưu bù loa. Còn về phần của Long lúc này gã ta cũng lo lắm, mằng trong vết thương còn chưa lành miệng trên đầu. Gã cứ như vậy chạy ra ngoài, lái xe đi tìm con. Đã gần hết ngày nhưng tin tức về con bé bỗng chẳng còn. Long lúc này đã mệt mỏi lắm. Vết mổ trên đầu khiến cho gã thở dốc từng hơi, mặt mày chóng váng, hai mắt tối sầm lại. Đợi bình ổn gã tấp xe vào lề. Vừa rồi trong lúc ấy Long thấy có một bóng người đứng ở phía bên kia đường. Người này tất nhiên là Hải. Thế nhưng sự xuất hiện sau gần cả tầm lấy biến mất, không đáng chú ý, bằng cái đang nằm trong tay của anh. Đó chính là con bé bóng đang được Hải nắm tay, rồi nhìn gã cười với một vẻ mặt đầy kinh dị. Con ơi! Chỉ trong chớp mắt Hải và con bóng biến mất. Cảm nghĩ ra điều gì đó chạy một mạch tới nhà của Hải. Lần này không bấm chung nữa, lòng cứ đứng đó rồi gào lên. Chả con cho tao, chả con cho tao. Ông cung trông thấy nhận ra Long nên hỏi. Cái chuyện gì vậy? Làm cái gì la lối về con? Mà kể cho tôi. Ông cung tò mò cho nên đưa tay một chút. Gần như ngay lập tức Long như một con thú, gã dưới chân đập tung kính cửa làm trong cung xích nhẫn nãi nhạo. Long hùng hổ xông vào miệng la bài bài. Đâu? Con tôi đâu? Con bé bóng đâu? Ông cùng với gương mặt ngơ ngác, thắm cứng từ dưới bếp bước lên rồi hỏi. Ủa anh Long, cái chuyện gì vậy anh? Con ta đâu? Thằng Hải nó giấu con tôi đâu? Long gầm lên chạy thẳng vào trong vùng khét. Và đến nơi gã đưa tay chỉ thẳng vào cái bàn thờ của Hải. Con ta đâu? Trả con cho tao. Vừa nói Long vừa đưa tay hất đầu mọi thứ trên bàn thờ của Hải xuống. Gã cầm tấm di ảnh của anh chỉ thẳng vào rồi bảo. Mày cô ngon mày bước ra. Bước hành nhà tháo muốn làm gì tao? Mày trả lại con cho tao. Lòng khửng lại. Bởi trên tấm di ảnh bấy giờ các trông thấy anh Hải đang nằm một nụ cười. Một nụ cười hết sức mà quái. Hoặc sợ quá Long vứt tấm mảnh xuống đất làm cho nó vỡ toang. Ông cùng lúc này không vào thấy trong bàn thờ của con trai bị phá không chịu được. Ông lao tới túm cổ áo của đối phương. Mày bị điên hả? Mà làm gì con tao vậy? Tôi đã giết chết nó. Tôi giết chết nó. Mà nó ra đây, trả lại con cho tôi. Mày nói cái gì? Long ngừng lại vì nhận ra bản thân đang nói hứa. Đã ú ớ lắc đầu rồi gỡ đôi tay của ông cung gọi cổ áo của mình. Giờ qua nhà cô hỏi Long tiếp tục chạy xe đi. Tao không biết mình phải chạy đi đâu nữa. Cuối cùng Long dừng lại ở một đoạn ngã ba đường. Khi mà nhìn thấy phía đối diện mắt của mình, Hải đang đứng đó nhận miệng cười. Trên tay Hải vẫn dẫn theo con bé bóng. Mày trả lại con cho tao. Bóng ơi. Vừa nói Long vừa vít gan chạy ảo ảo đến chỗ cổ Hải. Thế nhưng vừa băng qua đường nửa đường thì một tiếng còi xe vang lên. Sau đó một tiếng kêu khủ khốc kèm theo sự đau đớn đến thấu xương. Tiếng người liền hô hoán. Trời đất ơi, đau chết người rồi. Long đưa mắt nhìn về phía anh Hải bên kia đường. Anh ta nhận miệng cười rồi cùng với con bóng lẩn khuất và đám đông. Cứ chỉ nhìn thấy con như vậy, hai mắt của Lâm từ từ tối sầm lại. Nãy về Kiều cũng ở nhà lo lắng lắm, cả chồng con đều không thấy. Thế nhanh rồi đầu hơn 1 giờ đồng hồ sau, thì mấy người phía nhà ngoài đưa con bóng từ đâu chạy về. Trong màn còn nóng ngơ ngác lắm, cả bảo tìm tin nó ở mãi nghiên địa, chắc là đi lạc chứ không phải bị bắt cắp. Kiều ông chồng lấy con gái vào lòng, đánh mông mấy cái rồi bảo. Chẳng đã tới con đi đâu về bóng. Con có biết bố mẹ lo lắng không? Đằng sau đừng bao giờ như vậy nữa nghe chưa? Trước lời dặn của mẹ, con bé vẫn im lặng đưa mắt nhìn vào góc tường, như có ai đó đang đứng cả đó. Kiều lúc này lẩm bẩm. Để mẹ gọi cho bố, chứ nghe tin báo thì bố nhạy nhõm lắm.
Không vừa dứt câu thì tiếng chuông điện thoại của Kiều vang lên. Không có ai được cô nhấc máy, nhưng cũng rất nhanh chóng nó bị thả rơi xuống đất, bởi tin Đức được người ta báo tới quá sốc đối với cô. Tuy nhiên Long lại không chết ngay lúc ấy, cách được kéo về được cửa tử trong phòng cấp cứu. Tuy nhiên cái sự sống này chẳng hề vui thú gì cả. Khi Long đã trở thành người tàn phế, sức này không nói năng được gì, chỉ biết ú ớ một cách vô nghĩa. Đã vậy thì đêm đến đã còn trần trừng mắt rồi bọt mép trông hết sức đáng sợ. Thế nhưng khi đưa vào bệnh viện thì mọi thứ lại trở nên bình thường. Trong trò hành đựng hơn nửa năm thì Long mất về chứng u não. Cái sự mất mát này đối với Kiều Quốc thì xem là một sự giải thoát. Bởi chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cô đã kiệt quệ về tài chính để duy trì cuộc sống có phần vô nghĩa của chồng. Mai đêm Long thất thở, Kiều nằm mơ thấy chồng mình, nhưng mà đứng kế bên còn có cả Hải. Hình ảnh của anh kinh dị lắm, đã giống như là một cái xác đang bị phân hủy nặng vậy. Hai người nhìn cô một cách chân chối rồi quay lưng tan biến vào làn sương khói mờ ao. Cùng lúc đó trong cũng nằm mưa thi Hải, nhưng khác với Kiều, Hải lúc này hiện ra với một dáng vẻ bình thường như lúc còn sống. Anh nhìn vợ thì thầm: Thắm, em ở lại chăm sóc bố giúp anh, hay mà nằm mang thằng em tái giá, chỉ cần lâu lâu hỏi thăm bố anh là được. Thắm xung động lắm, cô òa lên thốc mím chặt môi của mình. Tâm định gọi tên chồng thì Hải từ bến đi đâu mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.